Chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Thiên Phúc Lo. Ngày hôm nay thì Phúc có một tin vui dành cho cả Phúc, cả Lộc và cả mọi người nữa. Thì những ngày qua chúng ta xôn xao một cái câu chuyện là giữa Lộc Phụ Hồ và anh chủ nhà và bé Thủy liên quan đến một cái hợp đồng hợp tác, đúng không? Và cũng có rất là nhiều lời qua tiếng lại tranh cãi với nhau về cái này, và Phúc cũng đã làm khá là nhiều video để phân tích về vụ này. Như lời hứa trước đây của Phúc khi mà bắt đầu tiếp cận Lộc là Phúc sẽ hỗ trợ về mặt pháp lý cho Lộc, thì Phúc đã soạn xong một cái thông báo chấm dứt hợp đồng. Và kể từ thời điểm này, sau khi mà Lộc gửi cái thông báo chấm dứt hợp đồng đó cho anh chủ nhà trở đi, thì mọi mối quan hệ giữa anh chủ nhà và Lộc sẽ không còn nữa. Và các bên sẽ giải quyết câu chuyện liên quan đến cái hợp đồng hợp tác kia trong cái thông báo chấm dứt này luôn. Thật ra thì cái thông báo chấm dứt này là Phúc đã soạn cách đây khoảng 2 ngày và cũng rà đi rà lại và xem xét những cái yếu tố mà khách quan để mà có thể đưa ra một cái thông báo chấm dứt hợp đồng nó hợp lý. Nhiều bạn sẽ đặt một cái dấu chấm hỏi cho Phúc là nếu như mà gửi cái thông báo chấm dứt hợp đồng này đi mà anh chủ nhà không đồng ý thì có được chấm dứt hay không. Thì thật ra thì cách mà Phúc đang hướng dẫn cho Lộc đó chính là trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng luôn. Và như những phân tích mà Phúc đã có nêu trong cái video ở luật 84 rồi đó, thì đó là một trong những cái căn cứ mà Phúc sử dụng để cho Lộc đơn phương chấm dứt hợp đồng này một cách êm đẹp. Và dĩ nhiên là cái kênh Lộc Phu Hô TV vẫn thuộc quyền sở hữu của Lộc. Nhưng mà theo như mình được biết thì Lộc sẽ không phát triển cái kênh này nữa mà sẽ tạo một cái kênh mới. Thì cho dù Lộc tạo cái kênh mới hay là phát triển cái kênh cũ này đi chăng nữa thì Phúc cũng hy vọng rằng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Lộc. Và Lộc sẽ phải khắt khe với bản thân mình hơn khi ra video, sẽ cho những cái video nó chân thật và giá trị hơn trước, chứ nó không phải là những cái video theo ý tưởng và idea của anh chủ nhà về việc giả làm cái này giả làm cái kia nữa. Do đó là Phúc rất là vui, Phúc rất là vui bởi vì mình đã thực hiện được những cái gì mà mình đã hứa với cộng đồng mạng và hứa với Lộc. Và hy vọng rằng đây sẽ là một cái dấu chấm hết cho cái drama này và các bên sẽ không còn phải tiếp diễn nữa. Và anh chủ nhà ơi, khi mà anh nhận được cái bản đơn phương chấm dứt hợp đồng này rồi thì anh hãy tin rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. Đừng làm thêm bất cứ điều gì hay là phát thêm hành động nào nữa, bởi vì càng làm thì nó càng sẽ bất lợi cho anh thôi. Do đó, thông qua video này, một lần nữa Phúc muốn mọi người vỗ tay khi mà chúng ta có được một kết thúc đẹp. Và nếu như kết thúc đẹp này có viên mãn hay không thì vẫn còn chờ động thái của anh chủ nhà. Nhưng chung quy lại là Phúc đã làm tròn sứ mệnh của mình trong cái câu chuyện mà hợp đồng hợp tác tình anh em này rồi. Cảm ơn các bạn.